Đây, em test bộ dàn Panasonic AK20. Bộ này công suất của nó là 100W cả cặp nha. La dàn đồ đẹp hết luôn. Đây, series của nó là 44173. La đồng bộ theo dàn. 44173. Bộ này cao tầm 35. Cao tầm 35. Cao 35. Rồi, chiều dài của nó cả bộ tầm 7, gần 70 nha. Đây, gần 70. 68 phân. Gần 70 ạ. Rồi, tiếp chức năng dàn nha. Này, này CD không chạy. Rồi, chỉ có kết nối điện thoại thôi. Cục vàng rất đẹp nha, đẹp keng luôn, không có dấu gì luôn, chạy sướng vậy luôn. Cách xếp em không test nha, cách xếp này em không test đâu, nó chắc nó không chạy đâu. Đĩa ra vô được mà không đĩa không như hát, mắt nó hơi kém à. Em bán với giá kết nối điện thoại nha. Chế độ tăng cường bass nè, equalizer nè. Rồi, chức năng hát điện thoại tốt nha bạn. Mình quay cái mặt sau của cái máy luôn. Đây, mặt sau của máy đây. Ra góc cạnh đẹp hết nha. Mã series của loa 44173. Đây cũng 44173. Mã series dàn máy 09676. Rồi, con này sản xuất dịch ra là Made in Singapore nha. Con này dịch tiếng Nhật ra là Made in Singapore, sản xuất tại Singapore nha. Có cổng xuất quang, cổng in, in trên, ao dưới, in ao ha. Rồi, kết nối loa. Rồi, ok.